Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là chúng ta học Kinh Địa Tạng kỳ thứ 16. Kỳ thứ 16 nhằm ngày 14 tháng 9 năm 2021. Chúng ta tiếp tục học về cái phẩm thứ hai, đó là Phân Thân Tạp Hội. Phân thân tập hội. Tiếp theo cái đoạn chánh văn như sau: ông xem ta trải qua bao biết bao số kiếp cần cù khó nhọc, độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội lỗi khó khai khóa như thế. Còn những kẻ chưa được điều phục thì phải theo nghiệp và chịu báo ứng. Nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần phó chúc mà làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà đến lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân Bồ Tát Địa Tạng của các thế giới họp trở lại thành một hình, rơi lệ thương cảm bạch Phật: tôi từ số kiếp lâu xa đến nay, nhờ Phật dìu dắt được những thần lực không thể nghĩ bàn và đầy đủ trí huệ lớn. Những phân thân của tôi đầy khắp trăm ngàn mức hằng hà xa thế giới, ở mỗi thế giới hóa ra trăm ngàn ước thân, mỗi thân độ trăm ngàn ước người, khiến họ quy kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến niết bàn an lạc. Ở trong Phật pháp mà chỉ là một việc lành nhỏ như một sợi lông, một giọt nước, một hạt cải, hạt bụi, hoặc hứa một việc lành mỏng manh như sợi lông, sợi tóc, tôi cũng độ thoát lần lần, làm cho thu hoạch được nhiều lợi ích lớn. Kính xin Thế Tôn chớ vì chúng sanh nghiệp ác đời sau mà lo nghĩ. Bồ Tát Địa Tạng ba lần bạch Phật câu cuối: xin Thế Tôn chớ vì chúng sanh nghiệp ác đời sau mà sanh lòng lo nghĩ. Bây giờ Phật khen Bồ Tát Địa Tạng: tốt lắm, tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi vui lòng, ngươi sẽ thành tựu thệ nguyện lớn đã phát ra từ số kiếp lâu xa, là rộng độ chúng sanh, xong rồi ngươi mới chứng quả Bồ Đề. Đó là cái đoạn cuối của cái phẩm thứ hai Phân Thân Tập Hội này. Thưa quý vị, trong này chúng ta nhớ lại cái việc mà tôi có đã từng nói nhiều lần rồi, đó là nói rằng Đức Thế Tôn trải qua bao số kiếp nhọc nhằn suốt thời gian dài đến nỗi không thể biết được là bao nhiêu lần, gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết vi trần số kiếp. Có nghĩa là cái chuyện tử sanh của Đức Phật vi trần số, đối với một vị Phật lịch sử như vậy. Vậy thì bây giờ tôi và các vị cũng đã trải qua số kiếp không biết bao nhiêu, cho nên chúng ta mới được tới ngày hôm nay, đây là một điều may mắn. Một mặt nào đó thì chúng ta nhìn chúng ta bất hạnh, chứ thật sự một mặt nào đó là chúng ta nhìn lại chúng ta may mắn quá nhiều rồi chứ. May mắn quá nhiều, may mắn vô ngần so với bao nhiêu người bất hạnh. Tại cuộc đời này mình cứ mãi mình muốn kiếm cái gì đó để chứng minh cho mình có cái nỗi khổ như mọi người, chứ thật sự ra cái nỗi khổ của chúng ta không có xi nhê gì so với nỗi khổ của cái kiếp sống cùng cực của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đâu. Dầu con người này nó có đài đọa, nó có bao nhiêu thống thiết đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng không bằng cái kiếp khổ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
Dĩ nhiên mình có người mình á, thì thường hay có mặt ở cuộc đời này, mình hay so đo, mình hay tính toán, mình hay nhìn người này nhìn người kia, tại sao người nọ sướng hơn mình, người đó giàu hơn mình, người đó đẹp hơn mình, người đó hạnh phúc hơn mình, tại mình so đo vậy thôi. Chứ còn thật sự ra các vị ngồi nhìn lại coi, bây giờ các vị lành lặn là các vị đã hơn những người lành lặn rồi. Các vị có ăn là các vị đã hơn những người không có ăn rồi. Các vị được có mặt là các vị hơn những người không có mặt rồi. Các vị nói được là các vị hơn những người mà câm rồi. Các vị thấy được là các vị hơn những người mù rồi. Các vị nghe được là các vị hơn những người điếc rồi. Cho nên nhìn kỹ lại từ trên cho tới dưới, ta may mắn hơn nhiều. So lại với 9 tỷ tư người trên quả địa cầu này thì mình là một thành viên, mà các vị nghĩ mình may mắn hơn bao nhiêu tỷ tỷ người? Xét lại mình may mắn hơn bao nhiêu tỷ tỷ người? Tôi nói mạnh như vậy, nói thẳng như vậy để cho chúng ta biết dừng. Dừng đúng lúc, nghỉ ngơi đúng lúc. Dừng cái gì? Dừng bớt những cái tham vọng, dừng lại những cái ghen hờn ích kỷ, dừng lại những cái tính bỏng sẻn xấu xa. Chúng ta dừng đi, chúng ta dừng thì chúng ta mới có hạnh phúc. Nếu chúng ta không dừng, không bao giờ chúng ta thấy được hạnh phúc của kiếp người này hết trơn. Người nào dừng mọi cái tham vọng, chúng ta mới thấy chúng ta may mắn, chúng ta mới thấy ta hạnh phúc. Còn cuộc đời ta không biết bao nhiêu cho là đủ, và lòng tham không đáy thì các chị biết là nó khổ sở vô ngần. Cho nên nếu ai là người chấp nhận theo đạo Phật, theo lời Phật dạy, là chúng ta phải dừng. Đó là cái bước tu đầu tiên, gọi là chỉ là dừng, dừng mọi cái nghĩ ngợi, cái suy tư. Con người chúng ta sống không tới 100 năm mà có khi chúng ta lo cái việc tới 1.000 năm, sống không tới 100 năm. Giá như chúng ta sống tới 100 năm thì bây giờ những vị đang nghe pháp tôi, các vị nghĩ còn mình còn được bao lâu? Nhưng mà thật sự đâu ai sống bao bao mấy người sống 100 năm. Giờ cái thời đại của tôi và các vị ngang hàng với tôi, đây là huynh đệ thầy trò mình, sống cao nhất là 60 70 năm là quý quá rồi. Mà nếu như mình biết mình sống cao nhất là quá 60 70 năm thì bây giờ mình cũng phải hơn nửa đời rồi. Hoặc giả là chúng ta nửa đời người rồi, mà đời người thì nó từ tuổi 30 rồi nó đi xuống chứ đâu còn đi lên nữa đâu. Như tôi giờ thấy vậy á, tinh thần tôi minh mẫn, tôi thoải mái chứ còn ngày tôi bột đi xuống. Không phải là giảng là lần nào tôi cũng than, không phải tôi không phải than. Nhưng mà để nó nhắc nhở cho tôi và nhắc nhở cho các vị á, là dường như ngày bột đi xuống chứ không phải ngày đi lên. Vậy mà cái tâm tưởng của mình, cái vọng tưởng của mình nó có chịu đi xuống hay không, nó lại một chuyện. Chứ còn cơ thể như tôi thấy là càng ngày nó càng đi xuống. Sáng ngủ vậy là hai cái tay thôi, tê hết trơn. Ngọc đi xuống, nhức nhối mình mấy. Cho nên ngày ông đi xuống vậy thì hỏi các vị coi, rồi mình có bảo tồn, mình có tích lũy, mình có cất chứa, mình có gom góp đi chăng nữa, rồi mình đi có đem theo được gì đâu? Không đem được gì hết đó. Vậy mà cái ý nghĩ của mình, cái hành động của mình, cái nghĩ ngợi của mình, nó làm bao nhiêu điều tội lỗi mình mang theo đó. Vật chất không mang theo được, nhà cửa ruộng vườn không đem theo được, vậy mà cái nghiệp ác của mình mang theo đó, nghiệp thiện mình đem theo đó, mà nghiệp ác của mình thì mình mang đem xuống tận tiền đài, nghiệp thiện thì nó bay bổng đi lên. Vậy mà mình biết mình đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn rồi,
cũng như Đức Phật đó, ta đã trải qua bao số kiếp chục ngàn suốt thời gian dài. Nhưng mà Đức Phật sở dĩ Ngài trải qua kiếp chục ngàn, nhưng mà kiếp nào Ngài cũng siêng năng, cần mẫn, không có biếng lười. Dầu rằng Ngài chấp nhận cực khổ, chịu đựng, không lúc nào sung sướng, nhưng mà Ngài luôn cần cù, luôn biếng nhác, không biếng nhác, luôn cần cù, không biếng nhác. Còn mình thì có nhiều khi mình lười biếng, mình mệt mỏi, mình thối chuyển. Đã Đức Phật không cần cù, không biếng nhác mà cũng không nghĩ tới sự hưởng thụ cho được sung sướng, thì tất cả là vì Ngài muốn độ thoát cho chúng sanh cang cường đầy tội lỗi khó khai quá. Mà chúng sanh cang cường ở đây Đức Phật nói đó, trong đó có mình đó, có chúng ta đó. Mình là một trong những chúng sanh tội lỗi cang cường khó dạy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phí biết bao nhiêu tâm huyết để giáo hóa chúng ta, độ thoát chúng ta, thế mà chúng ta không biết hổ thẹn, mà có khi chúng ta còn tỏ ra đắc ý. Chúng ta cho rằng sự hy sinh đó không có đáng kể. Đức Phật dạy còn những kẻ chưa được điều phục, chưa được độ thoát thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng, lãnh thọ quả báo. Nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đau Lợi đã ân cần khóa chúc, mà làm cho chúng sanh được đến thế, được chúng sanh ở thế giới Ta Bà đến lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế, đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được Phật thọ ký. Ông hãy nhớ đến những lời dặn dò gửi gắm tha thiết của ta ở tại nơi cung trời Đau Lợi, mà cố gắng độ thoát cho tất cả chúng sanh trong cái thế giới Ta Bà. Mà độ sao được, kể từ đây cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời, làm sao mà khiến cho họ được vĩnh viễn xa lìa mọi khổ não, được gặp chư Phật và được các ngài thọ ký cho họ được làm Phật. Đó là cái lời dặn dò của Đức Phật, dặn dò ngài Địa Tạng. Hay nói khác hơn là dặn dò cái tâm mình. Cái tâm mình có những điều mà chưa điều phục, chưa độ thoát thì phải theo nghiệp chịu báo ứng mà lãnh thọ thôi. Cái điều này Phật nói vậy có nghĩa là Phật không không có gỡ tội cho ta được. Phật không có can dự, can thiệp cái quả của ta được. Nhưng mà Phật ân cần dặn dò cái tâm ta. Nếu mà bị đọa vào đường dữ và chịu sống khổ rồi đó, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta. Nhớ nghĩ đến ta là ai? Nhớ nghĩ đến bậc giác ngộ, nhớ nghĩ đến tỉnh thức đang ở cung trời, ở cõi trời Đau Lợi đã ân cần, đã phó chúc. Thật dặn dò ngài Địa Tạng có nghĩa là dặn dò cái tâm ta. Nếu một khi ta bị đọa vào đường dữ, ta chịu nhiều sự thống khổ rồi đó, ta hãy nghĩ nhớ tới Đức Phật đã phó chúc, đã ân cần, đã dặn dò ở cung trời Đau Lợi là phải 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 giữ giữ chúng sanh ở cái cõi Ta Bà này cho đến lúc Phật Di Lặc xuất thế, thì như vậy mới xa lìa mọi điều khổ, được gặp Phật và được Phật thọ ký. Cho nên mình làm gì làm, mình nói gì nói, mình phải giữ cái tâm mình, đừng có cho nó gọi là nó thối giống Bồ Đề. Tuy nói gì nói nhưng mà mình đừng có quá cái làm những điều gọi là ác đức. Cái chuyện mà mình đọa lạc trầm luân á, thì thật sự các vị ai cũng bị hết trơn, ai cũng đọa lạc, ai cũng trầm luân hết. Dường như cuộc đời trần thế này, chúng sanh có mặt cuộc đời này thì dường như ai cũng đọa lạc, ai cũng trầm luân.
Người thì đọa lạc vì cái mặt này, người đọa lạc mặt khác. Mặt này mặt khác. Có nhiều người không có khổ về chồng, về con, thì lại khổ về cháu, kêu bằng cô, bằng dì, bằng chú, bằng 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 bác. Cũng có khổ. Có người không khổ gì vì chồng con, vì cháu, thì lại khổ về cha mẹ. Ví dụ như mình biết đạo đức mà cha mẹ mình không có đạo đức là mình cũng biết bao nhiêu cái khổ. Rồi có người không khổ về cha mẹ thì khổ về cái bản thân, tủi thân, than thân, trách phận. Cho nên mỗi người có nỗi khổ. Rồi có nhiều người có nỗi khổ ở đâu đó, tự nhiên gió nào đó nó ập tới cho nên khiến cho khổ. Đủ thứ muôn vàng cái nỗi khổ. Hôm nay rồi không biết là cái quạt tôi nó để ở đâu nữa. Đó, mà vậy muôn vàng cái nỗi khổ. Mà không ai khổ giống ai. Mà làm sao các điều khổ này mà chờ đến lúc Phật Di Lặc xuất thế. Di Lặc đó là hóa thân thiên bất ích. Di Lặc đó là thời thời thủy thời nhân. Chờ Phật Di Lặc xuất thế là ông Phật từ thị. Ông Phật mà lúc nào cũng 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 cười tươi, cười te tét, cười cười đời, cười trong tiếng khóc, khóc lẫn tiếng cười. Bởi vì cuộc đời có gì đâu mà buồn, mà tủi, mà thân, mà khóc. Từ nhỏ cha mẹ sanh ra, rồi lớn lên cái mình tự nhiên mình có chồng, nó tự nhiên chứ không phải tự nhiên, cũng phải đảo điên ở trong cơ thể, trong tâm sinh lý. Bị có chồng, bị có con, chồng con nó quýnh đập, nó hành hạ vân vân, chồng nó nhậu xỉn về vân vân, rồi mình khổ. Rồi mình thương chồng mình khổ, rồi mình thương vợ mình khổ. Nhân dân do cái tất những cái khổ não đó là do mình, mà do mình không phải hiện tại, mà do cái quá khứ nó dây mơ rễ má nó dẫn tới cái hiện tại. Tất cả cái nỗi khổ niềm đau đó là do cái nghiệp của mình nó dẫn mình. Vì vậy mà thưa các vị rằng khi nào Đức Phật xuất thế, khi cái tâm mình gọi là lúc nào cũng cảm nhìn cuộc đời này nó là an vui, nó là thanh thoát, nó là mộng, nó huyễn, nó bào, nó ảnh, nó là hữu vi pháp, nó là giả pháp, khi đó là tự động có Phật Di Lặc xuất thế. Còn Phật mà cái chuyện mà xuất thế mà như Phật lịch sử thì mình cũng đừng có chờ đợi. Còn Phật xuất thế mà kiểu mình nằm mơ thì nó càng càng ngu muội. Không có Phật nào mà xuất thế trong giấc mơ. Đã Phật thì đâu có phải là ma. Thấy mấy bữa nay cái bệnh Covid riết rồi, thành ra nó giam riết rồi á, một số người bị quan tưởng. Nào là Phật xuất hiện ở đỉnh chùa, nào Phật xuất hiện đỉnh núi, nào là có dần hào quang. Mơ cái đó là mơ, mơ quyền mờ, mơ quyền mờ.
Cho nên á, mà cái người tu mình tin Phật, mình quý Phật, mình kính Phật, mình nằm mộng tới Phật là điều tốt, nhưng mà cũng coi chừng á, nó là ma hiện làm Phật, ma hiện Phật. Nên thật thật sự Phật không có hiện ở trong 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 cái giấc mơ. Phật hiện trong giấc mơ là ma giả Phật. Phật là một sự tỉnh thức thì không có hiện giấc mơ. Cho nên tôi nói các Phật tử mà nằm mơ và thấy thấy Phật này, Phật kia, Phật nọ đừng có ham. Đó là cái tâm hồn mình nó còn đầy dẫy cái sự mà lo toan, lo lắng, bồn chồn, bột chột, bâng khuâng. Cho nên mình mới nằm, mình mới thấy dầu đó là thấy Phật, nhưng mình vẫn là mơ. Còn thay vì mình mơ những giấc mơ hãi hùng, mơ những giấc mơ tham dục, mơ những mơ tham vọng, mơ những giấc mơ sân si, thù hận. Còn bây giờ mình mơ, mình thấy Phật vẫn là mơ. Đừng có ham cái giấc mơ đó. Mà giấc mơ đó là mình bị lừa đó, mình bị bịp. Chứ người nào mà đến với tôi mình nói là con nằm mơ thấy Phật xoa đầu, thấy Phật xoa thọ ký, đều là tôi cười. Tôi cười cho tôi biết nói làm sao chứ. Tôi cười, tôi biết đây là căn cơ, trình độ, khả năng nó ngang tầm tới cỡ đó thôi, chứ không hơn nữa. Nhưng mà họ đâu có chịu họ ngang cỡ đó. Họ nghĩ rằng họ giỏi, họ tu cao, họ tu dữ, họ tu tốt, họ mới nằm họ gặp Phật. Đi rồi mấy 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 quỳ thượng, mấy bậc thần thông xuất chúng là xuất sĩ, người ta tu hành, người ta thua các vị à. Ta thua các vị tối còn ôm vợ ngủ, vậy mà nằm mơ thấy Phật xoa đầu, chui vô mùng thọ ký mình à. Còn 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 các hòa thượng ta tu trong sạch cả cuộc đời, ta đâu có thấy gì đâu, thì ta thua các vị à. Rồi Phật nào chờ cái giờ mà các vị buông vợ ra cho các vị thấy, hay là các vị còn ôm ôm vợ mà cho các vị thấy. Nên tất cả đều là ảo tưởng hết. Mà xưa kia chư lịch đại tổ sư đó là phùng ma sát ma, mà phùng Phật sát Phật. Mình là người tu tu thật sự, có học giáo lý thật sự rồi đó, thì mình gặp ma mình sát ma, mà gặp Phật cũng sát Phật, bởi vì không ai lừa mình được hết. Còn mình không có học giáo lý thật sự, mình không có tu thật sự, cho nên mình bị lừa, bị phỉnh phờ, bị dối gạt, bị tiền mất tật mang, bị hao tài tốn của. Cho nên tôi nói vậy, các Phật tử nào mà có buồn tôi cảm ơn, tôi cũng chịu thôi, chứ còn đừng có ai mà tu hành mà nói con nằm thấy Phật xỏ ký cho con, xoa đầu cho con, nắm tay cho con, dẫn con bay con nhảy hết trơn. Ôi các chị biết, các vị mà có tiền, các vị lên rạp cine, các vị lên những nơi vũ trường, các vị cứ nắm tay nhảy ra Phật không đó, cần gì nhảy với Phật trong mơ. Mình thấy chúng sanh giai hữu Phật tánh mà, những người ở trong vũ trường, trong huyết trường họ nhảy chứ, họ tương lai họ cũng thành Phật. Thì mình mà có tiền mình chui vô đó, mình uống một chút rượu, mình uống chút bia, mình sượng 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 lên, rồi cứ mình thích người nào đó nắm tay nhảy ra cũng nhảy với Phật vậy. Nhảy đó thực tế hơn, chứ đừng có nằm mơ thấy Phật. Nằm mơ thấy Phật là mơ huyền mờ, nói vậy là khó nghe lắm à. Đối với gì mà mấy người nằm mơ là nghe tôi nói vậy là chịu không nổi à. Nhưng mà đó là mơ, đừng có mơ cái kiểu đó hão huyền. Thọ kiểu mà Phật mà xoa đầu thọ ký, như tôi đã nói rồi, thật sự cái sự thọ ký của Đức Phật không phải là một mệnh lệnh, không phải là một quyết đoán, không phải là một diệu dụng thần thông như người thế gian họ tưởng. Cái phẩm thọ ký của Pháp Hoa đó tôi giảng rõ lắm đó. Thọ ký không phải mệnh lệnh, rồi đừng có thọ ký phải là điển đốm. Đừng có nghĩ là có cái bàn tay nào đó so trên đầu thọ ký ta. Thật sự ra đó,
các vị và cái não này các vị nó đầy ắp, nó không có cái lòng rộng mở, nó không có cái khoảng trống á, thì dầu cho 1.000 bàn tay Phật đặt lên nữa các vị cũng cũng không có suy nghĩ gì đâu, đừng nói chỉ có một bàn tay. Ngang bàn tay Phật có đặt có đặt lên đỉnh đầu các vị nữa, mà nếu mà trong đầu các vị mà không không buông xả được, không buông bỏ được, không không hết cái tham sân si mạn nghi, thì 1.000 bàn tay Phật cũng có nhấn đầu xuống cho ngọt nước thì cũng là ngọt nước mà thôi. Cái gì đừng có ham mà đi rồi đưa đầu vô cho mấy ông thầy ông nhận đầu. Ông nhận đầu nó ngu á, cái đầu mày là thời cha mẹ, thời ông bà trời Phật. Bàn tay tao là bàn tay chủ đích. Mà mày đưa cho tao nhận là tao nhận cứt vô đầu mày cho mày ngu. Nên tôi thấy là kiểu mà nhiều Phật tử ngu tới mà muội tới mức độ mà cứ đưa đầu vô cho nhận, không biết nhận cái gì. Bàn tay để cầm cu đái, bàn tay để chùa cứt, mà cứ đưa đầu vô cho nhận. Nói thiệt ra, nói vậy có người ghét mà nói thật ra. Cái người nào đi tiểu không cầm không? Chỉ từ rồi xưa tôi nghe có hòa thượng nào đó là ông góp cái đôi đũa, khi mà ông đi tiểu cái ông dạch xuống cái lấy đôi đũa ông gấp rồi ông thật sự đó là cái chuyện nói thôi chứ tôi chưa có thấy. Cho nên tôi nói các vị rằng là học Phật mình phải dân như tư, tư như tu. Phải suy nghĩ rồi mình mới tư duy cái nào chánh chánh pháp, cái nào chân lý, rồi mình mới mới ứng dụng. Kiểu như nói là bây giờ phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Địa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân hợp nó thành một thân. Bởi vì nếu nói về cái lý cái phân số thì một thân nó có thể biến thành nhiều thân. Nhiều thân có thể hợp thành một thân. Do đó nhiều thân cũng là một thân. Mà mình nói thì nói mình nghe vậy là mình nghe chơi vậy, chứ còn thật thực tế đó, đó nói một cách sâu xa hơn đó, thì có không có nhiều thân mà cũng cũng chẳng có một thân. Trời ơi, tại sao thầy Tạ ông giải gì kỳ vậy? Tại sao trong kinh đó là phân thân địa tạng từ từ một thân mà phân thân ra thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân mới hợp lại thành một thân. Vậy mà bây giờ nói vậy rồi bây giờ nói ngược lại, nói là nói vậy chứ thật sự ra không có nhiều thân mà cũng chẳng có một thân. Sao kỳ vậy? Có vậy là ông thầy tài này ông giảng ngược cái đường lối của Phật rồi sao? Thưa không. Cho nên cái đám mà vợ của mấy ông thầy chùa đó, tôi nói vậy đó, con nào là vợ thì biết nha. Nó vô nó mấy thầy chùa chồng nó xúi vô chửi tôi á. Nói tôi là biết gì liễu nghĩa mà giảng liễu nghĩa. Tôi là cái người gọi là đốn cả gốc lẫn cành. Đốn cả gốc lẫn cành mà còn bứng rễ nữa. Bởi vì mới vừa nói là tại sao phân thân của Địa Tạng từ một thân mà phân thân ra, rồi từ phân thân lại một thân, mà bây giờ lại nói ngược lại, rồi còn nói sâu xa hơn là không có nhiều thân mà cũng chẳng có một thân. Các vị nên nhớ cái học Đại Thừa, học ở chỗ đó, liễu nghĩa là ở chỗ đó. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng vốn vốn một thân cũng chẳng có. Tại sao như vậy? Tại vì Bồ Tát Địa Tạng đã chứng được cái vô ngã rồi. À, tức là Ngài không chứng được vô ngã, cho nên nếu mà Ngài có cái thân, có cái ngã tướng thì nghĩ các vị nghĩ làm sao? Cho nên vì chứng được vô ngã, vì vì không có ngã tướng, cho nên
Tuy nói rằng Ngài nhiều thân, song chẳng có cái gì gọi là nhiều. Nói một nhưng cũng chẳng có cái gì gọi là một. Do đó một cũng là nhiều, mà nhiều cũng là một. Cho nên phân thân của Bồ Tát Địa Tạng nhiều vô lượng, mà vô lượng hợp thành một. Từ một thân mà thành đến vô lượng thân, từ vô lượng thân mà nhập chung là một thân. Cho nên nói Bồ Tát Địa Tạng là phân thân là vậy đó. Vậy thì nếu mình nói là nếu nếu có cái phân thân thật đó, thì có cái thân nào là cái thân chính của Ngài? Chỉ tôi coi. Nếu đó là phân thân thì thân nào là thân chính? Vì vậy mà ông Ngô Thừa Ân á, ông mới đặt ra cái bộ phim Tây Du Ký á, mà lúc mà tôn hành giả mà phân thân ra muôn vàng cái thân đó, thì thân nào là chính? Thì không lẽ cái thân ngã tướng là cái thân mà đi phò đường tâm tạng, cái thân mà cà nhảy cà tửng là pha thân đó chính hay sao? Thật sự thân đó không phải là thân chính, thân đó là ngã tướng, là chúng sanh tướng, là thọ giả tướng, là nhân tướng. Nhưng mà nhân tướng, thọ giả tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng có bền bền chắc không? Tư không. Bởi vì thật tướng đó là vô tướng. Rồi học với cái này thì thôi, các vị mà không không học Phật lâu là học cái này điên đầu, là nghĩ không ra. Nói vòng vòng, tưởng đâu nói vòng vòng chứ không phải đâu, nó rõ ràng lắm đó. Cho nên có thể nói rằng mỗi phân thân Bồ Tát Địa Tạng, và lại cũng có thể nói đó không phải là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao có thể nói là thân của Bồ Tát Địa Tạng mà cũng không phải là thân? Bởi vì căn cứ vào thân thể hiện của Bồ Tát Địa Tạng thì có thể đó là thân của Ngài. Nhưng xét về thân thì vô tướng, thì Ngài vốn không có thân tướng. Do đó nói rằng không phải thân của Bồ Tát Địa Tạng. Trời ơi, cái giáo lý nó cao như vậy thì những người mê tín gì đâu nghĩ và quan được làm sao học nổi đây trời. Mà nếu tôi không nói vậy ra là các vị cứ tưởng chết luôn, tưởng tượng chết luôn. Vì vậy mà tháng 7 này là thân thân Bồ Tát Địa Tạng đi chứng chứng trai đường trai đàn chết luôn. Chứng chứng mệt nghỉ luôn, chứng chè xôi chè cháo mệt nghỉ luôn, chứng qua ngũ quả mệt nghỉ luôn. Nhưng mà tiền thì mấy thầy chứng ra nghe, chứ Bồ Tát Địa Tạng không có chứng tiền. Chứng chè xôi chuối cháo trái cây hoa quả hương đăng thôi, nó hồi đụng. Nó hồi đụng 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 thôi. Trở lại cái mình học, sau khi phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một hình, cho nên Ngài rơi lệ ai luyến. Ai là bi ai là buồn bã, luyến là lưu luyến, là quyến luyến chẳng rời, không đành lìa bỏ. Vì sao mà Bồ Tát Địa Tạng, một vị Bồ Tát rồi, Bồ Tát Địa Tạng Vương á, mà lại còn bi ai thương cảm? Ngài bi ai là có bốn cái lý do. Bốn cái lý do mà Địa Tạng bi ai, gọi là ai luyến. Thứ nhất là Địa Tạng Vương Bồ Tát đau xót bi ai bởi cái lục đạo chúng sanh mãi mê gây nghiệp tạo tội, không biết sửa đổi. Tất cả chúng sanh trong cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, trạm quỷ, súc sanh tạo cái nghiệp tội mà cứ luân hồi luẩn quẩn mãi trong sáu nẻo, không biết hối cải, không biết ăn năn sám hối. Bao tội mà cứ luẩn quẩn gọi là luân hồi trong sáu nẻo. Vì vậy mà làm cho cái tâm địa nó bi ai, nó thương xót. Tâm địa là Bồ Tát Địa Tạng.
Thế là cái tâm chân thật, tâm chân thật mà thấy những cái tâm vọng, những cái tâm giả đó, nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó luân hồi, nó trồi lên, nó sụp xuống trong ba cõi sáu đường, thương lắm, xót lắm, bi ai lắm. Nhưng tôi có lần tôi nhận ra được điều đó kìa, tôi cũng có lần, người ta gọi là hết cơn bỉ cực tới hồi Thế Lai. Những lúc mà tôi giận 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 phừng phừng, đỏ mặt giận, giận mà tôi phải quát tháo, giận mà tôi phải phang ra toàn là nọc độc không á. Rồi sau đó mình mới ngồi lại, cái mình gọi là giật mình lại thương mình xót xa. Đấy là khi sao phong gấm rủ là, mà giờ sao tan nát như hoa giữa đường. Là khi tỉnh rượu lúc tàn canh. Nếu cái bài của đại thi hào Nguyễn Du nói về Thúy Kiều hả, gọi là gì, là khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa đó. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Cái lời đó mình gọi là cái nỗi thương mình, nỗi thương mình đó là giờ sao tan tác như hoa giữa đường là gì đó, gì quên rồi. Lúc đầu cái bài đó, nguyên cái đoạn văn nó hay, là thơ đó tôi nhớ ra tôi học thuộc, tôi thích lắm mà nghe. Cái gì mà khi tỉnh rượu, biết biết ba bốn lã ông lơi, cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm, dập dìu lá gió cành chim, mà sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh. Đó, trong này có các lão hữu mà người xưa đó nên phân tích rồi tại sao mà những cái câu thơ ngày xưa nó thấm thía. Biết bao ông bốn lã ông lơi, mà cuộc say đầy tháng mà trận cừ suốt đêm, dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa Tống Ngọc mà tối tìm Trường Khanh. Các vị thử gõ cái tìm cái tích coi tại sao mà gọi là sớm đưa Tống Ngọc mà tại sao tối tìm Trường Khanh, nó có cái tích hết đó. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dài gió dạng sương, thân như bốn chán ông trường bấy thân gì đó. Thân sao bốn chán ông trường bấy thân. Xưa nó có những cái thơ nào nó cũng có tuồng tích hay lắm. Nó sớm đưa Tống Ngọc vào tối tìm Trường Khanh. Đau đau đớn mà cuộc lầu xanh cuốn đi, đọa đài tưởng như bị nhận chìm trong trong chốn bùn nhơ, nỗi đau đớn thương mình. Thành ra tôi cũng có khi đau đớn thương mình. Tôi nói thật các vị, người mà có cái ý thức rồi đó, mà trong trong những lúc mà mình có những cái sai lầm rồi đó, rồi tới chừng mình trải một cái cơn sai lầm đó rồi đó, mình nhớ lại đó, thật các vị đó, mình đau xót, mình ăn năn lắm. Đau xót mình ăn năn tại sao mà mình không có dằn được ở lúc cái đau khổ như vậy, lúc cái phiền tối như vậy. Đau khổ cùng cực như vậy đó. Mình khó khăn khó chịu lắm, chứ mình đừng có tưởng đâu là mình cái người mà kêu bằng là không ý thức lên mình. Nhất là những người đệ tử Phật, đệ tử xuất gia cũng như đệ tử tại gia, mà nếu không có ý thức với mình đó, thì coi như tu hành kém cỏi lắm. Mình dĩ nhiên là mình thấy mình thương mình còn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, trong lục đạo luân hồi, trong trong tam giới. Thì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng mới
mới mới gọi là thương xót bi ai. Đó là điều thứ nhất ha. Điều thứ nhất, tại sao mà Bồ Tát Địa Tạng mà còn bi ai ha? Ta hữu gì ta thêm thêm là khi tỉnh rượu lúc tàn canh giật mình lại thương mình xót xa. À, mặt sau dày gió dạng sương, thân sao bốn chán ông trường với thân, mặt người mua sợ mưa sợ mây tầng. Những mình nào biết có xuân là gì và các bạn Phật tử đó, hồi xưa học thuộc Lào à, bây giờ đang nói cái muốn quên ngang vậy đó. Cái thứ hai là Bồ Tát Địa Tạng bi ai là vì tất cả chúng sanh đều can cường cứng đầu khó dạy. Giảng Phật pháp thì họ không muốn nghe, nhưng nếu nói những điều không phải Phật pháp thì họ lại vui vẻ theo dõi câu chuyện ngay. À, cái này là nó có rất thực tế này. Đó, cho nên Địa Tạng mới xót thương. Giảng Phật pháp thì họ không muốn nghe. Còn mà giảng về cái nói về những cái mà không có Phật pháp đó, thì họ muốn nghe. Ví dụ như là mình nói về cái lý vậy nè, nói về lý thì không mấy người muốn nghe đâu, chỉ mấy người trí mới nghe thôi. Mấy người mà mê tín dị đoan viễn vọng quan đường họ nghe không nổi. Thứ nhất là họ nghe không nổi, thứ hai họ không muốn nghe. Đi chùa vậy chứ nghe Phật pháp thì không muốn nghe, mà nghe những cái gì mà nó thị phi, nó mờ mờ ảo nghe dữ lắm. Ta thích gì đó, tâm lý ta thích nghe những cái mờ mờ ảo ảo, nghe những cái đêm đen, nghe những cái bóng bóng mờ. Ta thấy có cái chùa nọ, có cái ông thầy nọ. Bây giờ coi như ông cắt cái chùa xong rồi, đẹp đẽ rồi, thành ra giờ ông có một cái bóng gia nhân. Bóng gia nhân gái hai con trong mòn con mắt, mỗi một con là một thằng nắc mà ra. Cho nên đó, mấy ông thầy chùa mà gọi là thầy hai gái hai con, cho nên vậy mà tối ngày cứ anh là cây, em là cây kim, anh là cọng chỉ, sao em ích kỷ không cho cọng chỉ, nó thường xuyên nó xóa cây kim. Cho nên thì vậy mà cứ cứ lâu lâu mà em chở anh đi ăn, cho anh đi ăn buffet, cái anh khoái dữ lắm, anh khoái dữ lắm, anh hạnh phúc lắm. Tôi nói vậy tôi không nói ai nghe, ai có ghẻ né rồi nha. Thành ra mấy bữa nay tôi không có dám, tôi hết cái muốn đi ăn buffet rồi. Tại vì tôi nghe con thầy chùa ngày rằm quên vậy mà cảm thấy ăn đồ ăn á nó khô, Phật tử cũng nó khô, cho nên anh thầy muốn ăn buffet, cho nên nhờ tín nữ chở thầy cho thầy buffet. Rồi sau đó thầy buffet xong rồi về, cái Phật tử nó hỏi thầy phê cỡ nào, cái rồi thầy tự ái, cái thầy xách xe thầy bỏ chùa thầy đi. Rồi thành ra là cái đây đây cái bắt đầu cái Phật tử nó trời đạo nó thành học đâu, mà mấy cái này nó học lẹ lắm, nó tìm hiểu hay lắm. Bắt đầu nó đi rình coi coi thầy buffet ở đâu, buffet ở khách sạn nào ở gần biển, hay là buffet ở ở nọt hay ở sào. ở nọt là ở nọt hay ở sào đó, mà tôi nói ở nọt, ở nót hay ở sào. Thành ra Phật tử nó rầm rầm rần 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 rần, bởi vì thầy thích ăn buffet. Rồi thành ra cái tín nữ này nó cũng muốn cho mọi người bàn tán cái chuyện buffet. Đó, như vậy mà Bồ Tát Địa Tạng bi ai là vậy đó, thương vậy đó, cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới bi ai. Cho nên cái chuyện mà học hành để giải thoát giác ngộ á, thì mình không có nghe, không có ngóng nhiều,
mà cái chuyện mà buffet vậy là ôi nó nghe dữ lắm. Rồi bao nhiêu Phật tử đau khổ vì cái chuyện buffet này, đau khổ từ khi mà cái ngày lễ Vu Lan cho tới nó dài dài, nó bởi đau khổ bởi chuyện buffet. Từ cái chuyện buffet, buffet gì đó tôi biết, tôi không biết tiếng Anh nên tôi đọc vậy đó, ai hiểu sao hiểu. Bởi vậy cho nên đó, cái đó là cái đen mờ. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng bi ai, bi ai là thấy chúng sanh nó căng cường, nó cứng đầu, nó khó dạy, nghe Phật pháp thì không muốn nghe, nhưng nếu những điều không phải là Phật pháp thì họ lại theo dõi, họ lại nghe. Giống như trên đời này tôi giảng khô nước miếng, nói răng gần cổ, soạn bài nó muốn rã cái não vậy, chứ họ không mấy mấy không có mấy người thích đâu. Nhưng mà nghe nó thì tài xấu xa diện cái là bà con dòng họ cố tổ thân sơ đội mồ đội má. Để mà coi coi xấu cỡ nào. Tôi nói các huynh đệ à, trên đời này xấu cỡ nào đi nữa đó, là quan trọng là cái lương tâm lương tri mình nó hành hạ lấy. Cho nên có cái anh Phật tử ở Campuchia, anh nói tôi nói con phục thầy, con quý thầy. Thầy nói là không có phạm tứ ba la di thì tất cả các tội là bình thường. Cái chuyện mà trên đời này ăn mặc ở ngủ ỉa ai cũng có khôn có thúi hết. Nhưng một thầy tu là phải giữ cho trọn tứ ba la di. Còn cái chuyện mà sân si mà chửi bới mà tham vọng cái này kia nọ thì nó có chuyện rất là bình thường. Bởi vì lưu hoặc với những sanh. Mà mình đừng phạm tứ ba la di thì mình không có chuyện gì phải sợ hãi trên. Có sợ là tại vì con người tham cho nó sợ mất tín đồ, nó sợ mất tình cảm, nó mà sợ mất tình nghĩa. Tôi rút kinh nghiệm qua cuộc đời tôi rồi, tôi không phạm tứ ba la di cho nên cái chuyện gì tôi cũng chẳng có sợ thằng Tây nào. Cái đám tín đồ mà nó gọi dạ bảo dân, mà nó tưng hô vạn tế lúc ông thầy nó được người ta khen tặng, rồi lúc ông thầy nó bị người ta chà đạp mà nó quánh mặt làm ngơ, đó là cái thứ thượng đội hạ đạp. Cái thứ đó không có chí trượng phu quân tử. Thành ra tôi khá khen cái những ai mà chấp nhận mà bằng lòng mà đi theo con đường chia sẻ Phật pháp của tôi, từ khi tôi được nổi danh cho tới khi tôi bị những cái biến cố sự cố nó thăng trầm, nó lên bờ xuống ruộng, cho tới ngày hôm nay vẫn còn chung thủy. Tôi gọi chung chung thủy với tôi, đây là tôi khá khen. Người vậy mới là người có chí khí. Còn cái thứ ngày nay đó là đa phần là cái thứ mà gọi là coi như là háo danh vô thực. Thấy ông thầy nào có tiếng, có tâm, có danh, có vọng, có được nhiều người khen tặng mình hùa theo, đó là thứ chó hùa. Thứ gọi là một con gà gáy cả đàn gáy theo. Còn tôi bị nó quấn giật nhiều. Nè, cái chùa ở gần đây nè, tôi nói gần đây mà chùa nào có tịch ra mặt, nó cho vợ của nó quýnh tôi dập dìu. Con vợ của nó vô chùa, con vợ của thằng thầy chùa, nó vô là nó bắt Phật tử coi như là cứ có vợ không thì mình không biết. Cái này nói thẳng ai có hỏi tôi không có chung với đích giường. Nhưng mà tại vì lý do là không phải là vợ sao có chìa khóa mở cửa vô phòng thầy trụ trì, vô giặt từ cái quần nhỏ cho ổng, vô vô rửa từ đôi dép cho ổng, xách cơm riêng cho ổng, không vợ là gì. Còn cái vợ gì đó thì tùy tùy cái sự sự suy nghĩ. Tôi nói vậy à, tôi không hề nói tên ai, tôi không hề nói tên thằng nào con nào,
mà thằng nào con nào mà ngon mà rựng mỡ mà nhảy đông đổng ra đi là nó ra mặt rồi, là nó tới số nó cho tôi. Tôi nói vậy đó, thằng nào con nào ngon nhảy ra mặt đi. Mình không vợ thì sao mà mình có chìa khóa hết từ 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 nhà tắm cho tới phòng ngủ, cho tới cửa chùa, cho tới thùng phước xưa. Tôi nói vậy đó, ai có tịch ra mặt đi. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát mới bi ai mới thương xót quá đi chứ. Cho nên tôi nói các huynh đệ, tôi bây giờ có ai mà lăng mạ mà nhục mạ tôi cỡ nào nữa, tôi không rớt cộng long chân của tôi đâu. Bởi vì tôi không có phạm tứ ba la di, tôi nói thẳng mà. Mấy chục năm trời mà không ăn thịt chúng sanh, không làm cho tan nhà nát cửa, không làm cho vợ chồng ly tán, không không làm điều gì tội lỗi xấu xa đối với pháp luật nhà nước hết. Thành ra lâu lâu mà buồn rồi chửi chơi vậy đó, chửi chơi cái đám mà gọi là ăn bả hèm, ăn cắm xấu, cái đám mà mồ ông mã cha nó đội mồ sống dậy. Tôi có làm tình làm tội gì đâu mà nó làm giống như là một ông mã cha nó đội mồ sống dậy. Tôi nhớ những cái tháng năm mà nó làm tôi khiếp đảm thiệt nha. Nó làm tôi khiếp đảm, làm như là mình có cái tội tội dữ dằn lắm vậy. Mình đi làm mình vì sự sống của mình mà giàu giàu mà tôi nó thật các vị, tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt, tôi buồn, tôi có tiền tôi đi đánh bài không ai nói gì tôi được nữa. Chứ đâu có đụng màu ông mã cha cái quân lũ chó đẻ nào đâu mà nó làm tôi như là kinh hồn, như ổn tội vậy. Con vợ của thầy chùa gần đây á, nó ai lợi nó cũng lấy điện thoại nó biểu lóc điện thoại tôi đi, lóc Facebook tôi đi. Mẹ kiếp, bây giờ nó vợ chồng nó dẫn nhau đi đâu quá hú hí buffet ở đâu rồi không biết. Tôi chửi cho mọi người biết vậy đó, để mà sáng con mắt ra. Bởi vì á, tôi phải chung vào hang cọp thì tôi mới biết được cọp như thế nào. Nó còn tồi tàn, nó còn xấu xa lắm. Vì vậy mà phải cần có Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn. Cho nên địa ngục dị không thể bất thành Phật là vậy đó. Địa ngục mà chưa hết thì Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật. Bị nỗi bi thương mà. Cái nỗi bi ai thứ ba của Bồ Tát Địa Tạng đó là mặt trời trí tuệ Như Lai sắp lặn. Phật với như vầng Thái Vương, vầng vầng Thái Dương. Xin lỗi, vầng Thái Dương. Mà vầng Thái Dương nó sắp sắp lặn. Có nghĩa là Phật nhập Niết Bàn thì khác nào mặt trời tức trí tuệ sắp lặn mất. Do đó mà Bồ Tát Địa Tạng bi ai. Các vị nên nhớ cái câu nè: thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật nhập diệt. Thân miệng ý mà thanh tịnh đó là Phật xuất thế, mà thân miệng ý mà không thanh tịnh đó là thị danh Phật nhập diệt. Cho nên vì vậy đó, Bồ Tát Địa Tạng thương xót rằng là thân khẩu ý của chúng sanh ngày nay nó càng ngày nó càng bất tịnh, dưới như mặt trời trí tuệ càng ngày càng sắp lặn xuống biển cả. Cái nỗi bi ai thứ tư của Bồ Tát Địa Tạng đó là gì? Là việc dặn dò trọng đại ở Đao Lợi Thiên Cung, tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ân cần dặn dò Bồ Tát Địa Tạng rằng, cho đến trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời, Địa Tạng hãy giáo hóa độ thoát tất cả chúng sanh và khiến họ được gặp chư Phật, được Phật thọ ký. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giao phó trọng trách này cho Bồ Tát Địa Tạng, và cũng chính đây là nỗi bi ai thứ tư của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy tôi nhắc trở lại, Địa Tạng là tâm tâm địa,
Như vậy là cái nỗi dặn dò mong mong tâm địa chúng ta hãy giữ gìn ân cần, hãy giáo hóa, hãy độ thoát những chúng sanh trong lòng ta, hãy bảo hộ họ, hãy giáo hóa họ để cho khiến cho họ được gặp Phật, để cho họ được thọ thọ ký. Vậy thì những cái điều mà tôi nói ra, tôi chỉ trích, tôi công kích, tôi chửi bới vậy, có phải là tôi ghét các vị không? Tôi nói vậy có phải là tôi ghét người đó tôi nói không? Mà tôi nói đây là tôi ân cần. Bởi vì bây giờ có nhiều khi khuyên bảo lời hay tiếng tốt nó không nghe, thì phải dùng roi dùng vọt thôi. Xã hội ngày nay mà nói ngon nói ngọt nói tâm lý là chỉ để ru ngủ một cái nhóm mê tín dị đoan, những cái nhóm nhẹ dạ cả tin thôi. Còn có khi cũng phải, xã hội ngày nay cũng phải dùng những cái lời đanh thép như vậy mới 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 sực tỉnh được một số người tánh tánh can cường. Tôi mà không dùng lời đanh thép thì tôi không không độ được những người có tánh can cường. Mà mấy người có tánh can cường mà khi họ quay đầu họ tu rất là dễ dàng. Còn mấy người mà gặp đâu cũng lại, gặp đâu cũng phải nịnh hót bưng bở xưng tán ca ngợi khen tặng lòn trôm cuốn gối bờ dép liếm mà dài à, thượng à, đội à, hạ à, đạp. Mấy thứ đó thật sự ra đó nó cứ lằng quằng này chứ khó thành tựu lắm. Đây là phải cần độ dài vô tận. Can cường vậy chứ, mà dầu can cường, dầu cứng đầu cứng cổ, nhưng mà một khi mà thấy cái dòng kim cô niên trên đầu rồi thì ta nghe giống như Tôn Hoằng Giả, Tôn Ngộ Không vậy đó. Hồi chưa đeo dòng kim cô thì thích lắm, nghĩ rằng là dòng đó đẹp, dòng đó có ngọc, có như ý châu rồi trên đó. Nhưng mà khi khi Quan Âm tặng đeo vô rồi á, có thần chú rồi, siết cái dòng kim cô đó rồi, không nhúc chứ đi đâu được hết trơn. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là vậy đó. Thôi nói tới đây thôi, mệt không nói nhiều nữa. Hay quá hay. Ê, coi như là tạm thời mình hết cái chương này đi ha, tạm thời hết đi, hết đi, khúc sau nào là nói là Bồ Tát Địa Tạng độ cho người ta để người ta trở về, người ta bỏ tà quy chánh, quy kính Tam Bảo, rồi vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến được niết bàn, chứng được bốn cái vui thường lạc ngã tịnh. Những chúng sanh nào trong Phật pháp chỉ bằng, dù chỉ là một việc lành, bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cải, một hột bụi, một mảy lông, vân vân, đều là cũng khiến cho họ có cái phước báo an vui đồ đó. Thôi mấy cái đó không cần giải thích nhiều đâu, giải thích những cái điều quan trọng vậy thôi. Bởi vì cái điều quan trọng cần nói là đã nói rồi. Còn mấy cái chuyện mà độ chúng sanh thế này thế kia thì đó là cái li ti nhỏ nhặt. Coi như bữa nay là tạm thời hết cái phẩm thứ hai là phân thân tập hội đi, để chuẩn bị mình qua tới phẩm thứ ba coi cái gì mới mẻ hay hơn không. Thôi chào hết các vị, cảm ơn các vị lắng nghe, chia sẻ cho nhiều người cùng nghe.